nhà đầu tư, chúng ta đã có những cái phiên livestream thường niên với nhau và trong một cái phiên livestream vào thứ bảy đúng không ạ? Thứ bảy hay là ngày chủ nhật đấy, Thành cũng có một cái phiên livestream và nhận định về thị trường là đối với Thành là thị trường sau phiên thứ sáu tuần vừa rồi là nó rủi ro đúng không ạ? Vậy thì nó rủi ro vì lý do làm sao? Chúng ta đưa ra các luận điểm như sau. Ok mọi người. Cũng vẫn là cái hình ảnh, cũng như là chúng ta sẽ trong cái buổi livestream của Thành thì Thành xây dựng một cái lộ trình như thế này anh chị nhá. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ nhận định về thị trường này, chúng ta sẽ nhận định về thị trường ngắn hạn này, trung hạn này, và sau đó chúng ta sẽ đi phân tích những cái cổ phiếu quen thuộc đúng không ạ? Hình ảnh trên đây là cái hình ảnh mà chúng ta đã làm việc với nhau và có cái phân tích với nhau liền mạch ở trong thời gian vừa qua. Tại vì sao đối với Thành sau cái phiên thứ sáu tuần vừa qua, tuần trước đúng không ạ? Phiên giao dịch ngày 13 tháng 9 và hôm nay là phiên giao dịch đầu tuần là ngày 16 tháng 9 thì đối với Thành là cái phiên này là rủi ro. Lý do chúng ta cũng đã nói với nhau. Nó rủi ro vì nó đóng nến ở cái dưới cái khu vực giá 1255. Đây là cái khu vực rất quan trọng và trong buổi ngày hôm nay thì thị trường cũng có cái thời khắc rút chân lên cái khu vực 1255 ở trong buổi sáng. 1255 quanh đó có thể là xê dịch một vài like đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đến với lại cái điểm cao nhất và thấp nhất thị trường ngày hôm nay đúng không ạ? Thị trường ngày hôm nay đóng đúng cái điểm 1255 và lại bị bán xuống. Vậy thì chúng ta đang nhìn nhận trên thị trường nó đang tuân thủ một cái sơ đồ kỹ thuật đúng không ạ? Thị trường sau khi mà không vượt thoát được cái khu vực 1255 ở thời điểm hiện tại là cái mốc rất là quan trọng, thì nó bị đánh gãy xuống khu vực dưới. Đây nó không cần một cái thông tin xấu gì cả đúng không ạ? Cái nguyên tắc hoạt động của thị trường nó đều cho chúng ta thấy được rằng cái thị trường nó hoạt động theo những cái nguyên tắc cụ thể. Vậy thì thị trường ở thời điểm này chúng ta mua được chưa? Đối với Thành ở thời điểm này chúng ta ngày hôm nay cũng như ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu mua rất nhiều cổ phiếu mọi người nhé. Rất nhiều cổ phiếu vào điểm mua để cho chúng ta có một cái cú hồi có thể là trong T cộng. Cái điểm một tại sao lại Thành là nói như vậy? Cái điểm 1235 trên hệ thống Ichimoku nó thể hiện cho chúng ta biết mỗi khi thị trường vượt qua những cái vùng cản quan trọng. Ví dụ như ở thời điểm mùng 6 tháng 5 năm 2024 đúng không ạ? Khi vượt qua cái cung cầu ở khu vực 1230 hoặc là cái thời điểm phiên ngày 16 tháng 8 thì thị trường cũng vượt qua nó rất là mạnh và tăng giá rất là mạnh. Vậy thì lý do thị trường mà về đến cái vùng hỗ trợ có tính lịch sử ở trong quá khứ đúng không ạ? Thì nó sẽ phản ứng là đương nhiên mọi người nhé. Thị trường đến đây phản ứng là đương nhiên. Vậy thì đối với bản thân Thành, cơ hội đang xuất hiện anh chị em. Sau khi cái phiên giao dịch ngày hôm nay kết thúc thì chúng ta sẽ nhìn thấy cơ hội nhiều hơn, cơ hội mua cổ phiếu nhiều hơn mọi người nhé. Cơ hội nhiều hơn chứ không phải là rủi ro. Đối với Thành thời điểm hiện tại là cơ hội xuất hiện. Bởi vì sao? Nguyên tắc của thị trường nó hoạt động như sau. Mỗi khi về cái vùng giá về cái vùng vây mây màu xanh, thị trường có xu hướng kiểm tra lại khu vực đáy mây đúng không ạ? Trong quá khứ thì nó đã thể hiện rồi. Và thời điểm hiện tại thị trường cũng ở cái khu vực 1255 không vượt thoát được thì kiểm tra vùng dưới và lại tăng lên. Đó là cái kỹ thuật mà Thành thấy nó đang trùng lặp như vậy anh chị em nhé. Kỹ thuật thì đang trùng lặp. Vậy thì chúng ta phần nhận định về thị trường này, tuần trước thì chúng ta cũng đã có một cái nhận định về thị trường là nhà đầu tư nước ngoài họ dùng FPT để bán phần còn lại đúng không ạ? Và hôm nay thì nó cũng vẫn như vậy thôi. Trong cái danh mục mua vào của nhà đầu tư nước ngoài thì chúng ta thấy cổ phiếu Techcombank, NAB, FPT, Vinamilk, CTG được mua vào và khối lượng mua đến 218 tỷ. Bên phía tự doanh thì cũng mua thỏa thuận cổ phiếu VIX, ok chưa? Và nhà đầu tư nước ngoài cũng là bên mua. Và họ lại vẫn mua những cái cổ phiếu quen mặt với họ thôi. Vậy thì chúng ta thấy một cái vấn đề đối với Thành sau phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường về cái vùng hấp dẫn để mua anh chị em nhé. Đối với Thành thị trường về cái vùng hấp dẫn để mua chứ không phải là sợ hãi nữa. Lý do thì chúng ta cũng chia sẻ với nhau rồi nhá. Cái vùng mà chúng ta thị trường nó đang phản ứng rất là mạnh như này, những cái vùng cung cầu ở trong quá khứ nó đã thể hiện. Về đến đây thì thị trường chắc chắn là có cú hồi, là điều chắc chắn, đúng không ạ? Chắc chắn 100% thì không dám chắc chắn, nhưng mà trên 50% khả năng thị trường hồi, trên 50%, được chưa? Lý do vùng cung cầu quan trọng, thì đến đây trước mắt là cứ hồi đã, rồi nó hồi được bao nhiêu phiên, nó hồi có đủ T hay không cho chúng ta thoát hàng và chốt lời, cũng điều mà chúng ta sẽ phải quan sát tiếp theo ở trong những cái phiên giao dịch tới. Còn về trên mặt bình diện chung, thị trường ngày hôm nay thì sắc đỏ lan tỏa, đúng không ạ? Sắc đỏ lan tỏa trên toàn thị trường, chỉ còn một vài cổ phiếu có sắc xanh như là cổ phiếu GVR, cổ phiếu NAB, cổ phiếu Nhựa Bình Minh và cổ phiếu Đạm Phú Mỹ, đúng không ạ? Cổ phiếu Đạm Cà Mau thì hôm nay bị một cây phô. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị em đang theo dõi livestream. Anh chị em theo dõi livestream thì nhớ like video, thả in con lên phần bình luận ạ. Like video này và thả tim mọi người nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Trước tiên, sau khi bắt đầu vào cái phần chính của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ Thành sẽ chia sẻ cái livestream một chút nhé mọi người nhé. 20 giờ ngày 16. Ok anh chị em, Thành vừa chia sẻ xong rồi. Thị trường ngày mai, đúng không ạ? Ngày mai cho cơ hội mua một vài nhóm cổ phiếu, và cái phần phân tích và nhận định về thị trường thì chúng ta cũng đã vừa nói chuyện với nhau. Thị trường đang ở trong cái pha giảm, và về đến đâu thì chúng ta mua, và đương nhiên về đến khu vực 1235, 1236 là chúng ta mua tham gia được mọi người nhé, tham gia được ở cái vùng này. Thị trường thì đang ở trong pha điều chỉnh giảm, vùng hỗ trợ thì đã xuất hiện rồi. Điều xấu nhất thì chúng ta đang lường trước, nếu như mà nó mất cái khu vực 1235, 1236 thì điều xấu sẽ xảy ra, đúng không ạ? Sẽ chỉnh về khu vực 1205, 1206 ở đây, 1204. Đây, nó cũng chỉnh về cái khu vực cạnh mây này thôi. Được chưa? Đấy, lập luận của chúng ta là như thế nhá. Về cơ bản, thị trường có thể điều chỉnh đến đây 1235, có cú hồi đủ T và lại chỉnh tiếp như ở trong thời gian 24 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 và đến mùng 5 tháng 8 thì điều này cũng sẽ hoàn toàn là bình thường. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Thành không kỳ vọng thị trường rơi về đến 1205, 1204, mà Thành kỳ vọng nó có rút chân tại đây mọi người nhá, rút chân và đứng lại tại đây. Đóng phiên thì có thể là trong phiên thì có thể điều chỉnh sâu hơn, nhưng mà đóng phiên vẫn ở khu vực 1235. Ok chưa? Đấy là cái nhận định của Thành. Câu chuyện chúng ta sẽ tiếp tục những cái phân tích một vài cổ phiếu mà chúng ta hay phân tích. Bình thường Thành vẫn phân tích với anh chị em về cổ phiếu, ví dụ như là Vinhome, ví dụ như cổ phiếu Thế Giới Di Động, cổ phiếu Dabaco và cổ phiếu Đất Xanh, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta qua đầu tiên là cổ phiếu Vinhome. Ok mọi người, qua cổ phiếu Vinhome. Ok chưa? Những cái nét vẽ tuy rằng là cũng là chưa chính xác lắm, đúng không? Chưa chính xác 100%, nhưng ở thời điểm này Vinhome nó đang hoạt động khá đúng những cái mẫu hình mà chúng ta đang quan sát, đúng không ạ? Đỉnh 1, đỉnh 2 và bây giờ test về vùng dưới và về vùng hỗ trợ ở dưới là hoàn toàn bình thường đối với Vinhome. Sau cái quá trình tăng giá từ khu vực 35, 36 đến 44 thì điều chỉnh xuống và tạo đỉnh 2 ở khu vực 43.x và điều chỉnh xuống hỗ trợ. Ok chưa? Với Vinhome là Thành trong rất nhiều các livestream thì đều giữ cái mẫu hình như thế này. Đây nó cũng là một cái để chúng ta có thể bám sát được cổ phiếu, bám sát được những cái luận điểm đầu tư, đúng không? Chứ không phải là hôm nay thì xanh thì hô hào rồi tôi hô mua đấy, nhưng ngày mai thì lại đỏ thì lại không thấy nói gì nữa. Và Thành làm một cái câu chuyện là phân tích liên tục để cho anh chị em có một cái góc nhìn chung, đúng không? Chúng ta có một cái góc nhìn chung thì sẽ rất là tốt. Ok chưa? Vinhome mời anh chị em mua ở khu vực giá đây, được chưa? khu vực 40 đến 41. Ok nhá. Đó, dự trù đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ list vào đây. Vinhome mua 40 cộng trừ, đúng không ạ? Bởi vì sao? Hoàn toàn có thể về được cái vùng 39.x, hoàn toàn có thể, đúng không? Vậy thì chúng ta cứ mua ở khu vực quanh 40 cộng trừ đã. Mời anh chị 50% nhá. 50% đi. Ôi chết. 50%. Ok chưa? Như thế cho nó rõ. Ok anh chị em nhá. Không lại bảo ông này ông livestream ông ấy chém gió rồi. Đúng thì hô lên mà sai thì lại giấu đi. Thành không có quan điểm đó nhé mọi người nhé. Các anh chị đang xem livestream nhớ like video, thả in con vào phần bình luận. Hello búp bê Maria. Ok, câu hỏi của bạn Thành sẽ trả lời sau cái phần phân tích về một loạt cổ phiếu của chúng ta. Vinhome mời các anh chị em mua ở khu vực này giúp Thành nhé. Đương nhiên là về đến cái vùng 41 này nó cũng có phản ứng rồi, nhưng mà chúng ta sẽ khó mua ở vùng này. Bởi sao? Bởi vì cái vôn bán nó vẫn đang quyết liệt và cổ phiếu đã tạo đỉnh 2 rồi thì mua vùng này chưa chắc đã ok mọi người nhé. 41 là vùng hỗ trợ rồi, nhưng mà Thành có thể là không mua ở vùng này. Ok chưa? Chúng ta qua cổ phiếu tiếp theo, Thế giới di động. Đây, Thế giới di động. Wow, cũng vẫn là cái mẫu hình của chúng ta thôi. Thành đã tả cho anh chị em tại sao Thế giới di động bán ở khu vực 70 đúng không ạ? 70.x và chúng ta chưa mua lại. Bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu này nó đang vào cái pha mà chúng ta gọi là tích lũy nhưng mà lại không vượt đỉnh. Tích lũy không vượt đỉnh thì bù vào là điều chỉnh, đơn giản như thế thôi đúng không ạ? Và điều chỉnh về đến đâu? Như Thành chia sẻ với anh chị em ở trong cái tháng 9 đúng không? Tháng 9 nó là một cái tháng mà rất là củ chuối đối với Thế giới di động. Bởi vì sao? Tháng 9 nó là một cái tháng mà áp lực trừ từ quá khứ để lại đúng không? Thành đã trong một cái livestream thì Thành đã nói với anh chị em rồi. Cái đường chi câu của Thế giới di động ở tháng 9 ấy, nó lại đi vào một cái cây nến áp lực màu đỏ ở trong quá khứ. Và những cái gì quá khứ thì luôn luôn được tuân thủ và tôn trọng. Và áp lực đến với Thế giới di động là cũng hợp lý thôi. Còn cái vùng mua ở thời điểm hiện tại đúng không? Vùng mua ở thời điểm hiện tại thì Thành set up cho anh chị em một cái vùng mua an toàn, có thể khu vực giá 65 đây ạ, đúng không? Thành cũng đánh dấu vào đây rồi. Ok chưa? Đó, mời anh chị em nhé, mời anh chị em sơi ở cái khu vực giá này. Ok nhá anh chị em. Đó, bán ở 70, khuyến nghị bán ở 70.x luôn. Cái ngày mùng 3 tháng 9 ấy, anh chị em theo dõi livestream của Thành thì đã nhớ cái ngày đấy rồi đúng không? Bán ra và hiện tại chúng ta mua lại ở khu vực này giúp Thành nhá. 65 nhá. Thế giới di động 65, như thế cho đơn giản đúng không ạ? 65 trừ. Ok chưa? Đó, vậy là chúng ta đã lọc được cả cổ phiếu và hỗ trợ anh chị em mọi người nhé, hỗ trợ anh chị em ở trên livestream luôn. Bởi vì sao? Thành cũng vẽ những cái hình này từ lâu rồi mà. Các anh chị em mà theo dõi livestream của Thành là thấy cái hình này từ lâu rồi, chứ không phải hôm nay mà Thành mới vẽ đâu, được chưa? Dabaco, câu chuyện của Dabaco là câu chuyện hiện tại là đang hút được nhiều nguồn dư luận, và BAF nữa. Tại vì sao? Bởi vì là hệ thống chăn nuôi khép kín từ con giống đến thức ăn chăn nuôi rồi đến trang trại rồi đến siêu thị ra nhà bếp của người tiêu dùng. Vậy thì Dabaco hôm nay thể hiện một cái nến áp lực, nhưng áp lực ở khu vực 30 và cổ phiếu giảm về khu vực 29.2 thì đối với Thành nó lại là cơ hội xuất hiện ở khu vực dưới, vùng dưới đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cái nền 29 vẫn đang được giữ. Cái nền cổ phiếu ở khu vực giá 29 đang được giữ. Nếu như mà nó mất nền, nó chỉnh về khu vực dưới thì chúng ta sẽ tham gia mạnh mẽ hơn. Còn hiện tại cổ phiếu Dabaco đang vào một cái thế tích lũy, được chưa? Tích lũy cùng thị trường, không sao cả. Anh chị em nếu như chưa chốt lời và đang cầm cổ phiếu này thì hãy bình tĩnh nhá. Ok ạ. Chúng ta vừa qua Vinhome này, Thế giới di động, Dabaco, chúng ta qua Đất xanh. Cũng là một cái cổ phiếu mà chúng ta bàn luận với nhau nhiều. Tại vì sao? Sau cái phiên ngày thứ Sáu vừa qua thì có nhiều anh chị em bảo là phân tích tào lao rồi ABCD, nhưng mà Thành vẫn bảo vệ cái quan điểm của Thành. Khi một cổ phiếu gặp áp lực chung của thị trường thì điều chỉnh là hết sức bình thường, và điều chỉnh về đến khu vực dưới này lại là cơ hội cho chúng ta mua. Mời anh chị em nhé, mời anh chị em mua, đúng không ạ? Mua cho thành ở khu vực này, mạnh dạn mua, không sao cả, được chưa? Quanh đâu 14.6 14.5 càng rẻ càng tốt, ok chưa mọi người nhá? Ok chưa? 14.5 14.6 càng rẻ càng tốt. Có nhiều anh chị em bảo là sao phân tích hết ở trên livestream như thế này thì anh chị em sao mà phải chuyển ID nữa, đúng không ạ? Đó, vậy thì anh chị em nhớ lưu ý, đúng không? Đầu tư có lãi thì lại quay sang ủng hộ Thành theo số tài khoản VPS mang tên là BEFR, hoặc anh chị em có thể nhắn tin tham gia vào Zoom thu phí mọi người nhé, theo số điện thoại trên màn hình, khung chat, đúng không? Khung màn hình 0973090686. Vậy thì Thành vừa quẹt qua một vài cổ phiếu và tìm ra điểm mua mới được cho anh chị em, tìm ra điểm mua mới được cho anh chị em nhé. Ok chưa? Điểm mua mới an toàn và phù hợp với kỹ thuật, được chưa? Để chúng ta cùng quan sát trong các phiên giao dịch tới. Thị trường điều chỉnh, chúng ta lại tìm ra cơ hội, chứ không phải là chúng ta ngồi đó và lo nghĩ và phân tích. Đôi lúc phân tích về thị trường nó nhiều quá cũng không tốt, đúng không ạ? Đó, nó nhiều quá cũng không tốt đâu. Phân tích về VN Index thì cũng vừa vừa thôi, còn phải là tập trung vào câu chuyện đầu tư rồi kiếm lợi nhuận, chứ không phải là phân tích cổ phiếu một cách khơi khơi. Một vài anh chị em đang cầm cổ phiếu GVR, Thành cũng phân tích luôn để anh chị em nào mà đang cầm thì có thể cân nhắc nhá. Cổ phiếu này đang hoạt động ổn định, dòng tiền vào ổn định, xu hướng tăng tiếp diễn, có một vài pha tích lũy lại và lại tăng lên, thì theo bản thân Thành cổ phiếu này đang ổn nhé mọi người nhé. Cứ hoạt động ở quanh đây là ổn, cứ trên 34 là ổn, ok chưa? Ok, vậy thì đến với câu hỏi đầu tiên. Thành vừa lướt qua một vài cổ phiếu mà chúng ta thường phân tích với nhau nhé. Vậy có nên giữ VCI không? VCI là một cái cổ phiếu mà Thành cũng đã phân tích cho anh chị em ở riêng một cái video ấy, thì Thành đã làm riêng một cái video về VCI. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi có một vài anh chị hỏi ấy, thì Thành thấy rằng cổ phiếu này nó chia một tỷ lệ 13, đúng không? Thành có làm một cái video riêng về cổ phiếu này, và anh chị em chưa xem thì nhớ xem nhé. VCI thì Thành làm video vào cái ngày bao nhiêu đấy? Hình như là trước ngày 12, ngày 11 tháng 9 hay là ngày mùng 10 tháng 9 ấy. Để Thành lấy lại để cho anh tí nữa anh chị em xem nhé. Bởi vì sao? Khi xem livestream ấy thì anh chị em sẽ hiểu hơn, và Thành không phải nói lại từ đầu nữa. Ví dụ như vậy, Thành sẽ lướt qua thôi. Nói lướt qua thôi. Đây, VCI đây. Tự doanh bền vững đây. Ok chưa? Và anh chị, Thành sẽ gửi cái này vào link vào trong phần bình luận để cho anh chị xem lại nhé. Ok. Đó. YouTube đã, YouTube kênh cái phần này nói về cổ phiếu VCI. Và đương nhiên là chúng ta cũng nói thì nói lại một lượt, bởi vì sao? Thành đã nhận định cổ phiếu này nó vào cái trend giảm rồi, đúng không? Anh chị em nhìn trên màn hình nữa cũng đã thấy rồi, đúng không? Ngay ở cái phiên livestream 4 đến 5 ngày trước ấy, Thành cũng nhận định cái cổ phiếu này sẽ vào trend giảm, giảm mạnh ấy, chứ không phải là giảm bình thường mọi người nhá. 4 ngày trước mà, đúng không? Chúng ta cũng có livestream với nhau rồi, hình như là ngày 10 hay 11 tháng 9 ấy, anh chị em có thể vào xem nhé. Ok chưa? Đó. Còn về cơ bản thời điểm hiện tại, cổ phiếu VCI của anh em đang giữ ở cái giá 33.6. Vậy thì chúng ta xem một chút. Trên khung đồ thị tuần thì cổ phiếu mới chỉ bước vào cái phiên giao dịch đầu tiên, đúng không? 12 tháng 9 là bắt đầu chốt quyền 13 và cổ phiếu giảm luôn. Đánh rất xấu. Cổ phiếu VCI là đánh rất xấu. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngày 12 tháng 9 này là cái ngày mà ăn chốt quyền tỷ lệ 13 ấy, thì đúng ra là nó đã ép từ trước rồi. Ép từ trước là ép từ giá 37 về đến cái giá 34, đúng không ạ? Tức là sau chia đấy, sau chia. Vậy thì nhưng mà đúng ra thì cổ phiếu thông thường là sau chia thì sẽ đánh lên một đoạn để cho nhà đầu tư có thể chốt bớt cổ phiếu. Nhưng mà không, ông này ông ấy táng một mạch luôn. Cổ phiếu này ông VCI này táng một mạch về đến khu vực giá hiện tại là 32. Vậy thì ăn quyền hay là không ăn quyền đối với cổ phiếu này thì cũng đang rất là bất lợi, đúng không anh chị? Đang bất lợi đối với ông này. Vậy thì anh chị em nếu như mà đang cầm cổ phiếu này thì xử lý như thế nào? Đối với Thành đơn giản nhất nhá. Bạn này là bạn tên bằng tiếng Anh thì Thành cũng khó đọc tên quá, nhưng mà bạn có giữ cái cổ phiếu này thì đối với Thành thời điểm hiện tại bạn nên thoát ra. Bởi vì sao? Bởi vì theo kỹ thuật rất là đơn giản thôi, cổ phiếu nó vào một cái chùm bán, được chưa? Chùm bán và bán rất mạnh, bán từ khu vực 37.000 về đến trước ngày chốt quyền vẫn giảm, và hiện tại thì cổ phiếu vẫn giảm thêm nữa. Vậy thì chúng ta hành động như thế nào? Hồi lên bán ra, hồi lên một phát bán ra nhanh trong mọi người nhé. Hồi lên một cái là bán ra nhanh giúp Thành nhé. Bởi vì sao? Bởi vì cái thế của cổ phiếu này ấy, nó vào một cái thế mà chúng ta gọi là cực xấu ở trong kỹ thuật, tức là giá thì đã rời ra. Vậy thì bạn cứ căn có thể hồi lên được khu vực quanh 33.000, đúng không? Và chúng ta phải bán ra, đã đối với cổ phiếu VCI nhé. Bởi vì sao? Thành thấy là cái áp lực nó xuất hiện nhanh hơn so với dự báo. Áp lực xuất hiện đối với cổ phiếu này nhanh hơn so với lại những cái gì mình tính, đúng không? Nếu như xem trên không đủ thị tuần thì anh chị em cũng thấy. Bởi vì hôm đó thì Thành cũng phân tích, hoặc là không đủ thị tháng đi, không đủ thị tháng đi, thì Thành cũng đã phân tích cho anh chị em rồi. VCI nó vào một cái thế mà cái cửa giảm ấy, nó lớn hơn cái cửa tăng. Bởi vì sao? Bởi vì qua các quá trình tăng giá cổ phiếu tạo đỉnh ở năm 2021, sau những lần chia tách thì chia về được cái giá 40 ở khu vực đỉnh ở tháng 3 năm 2024, và sau đó thì cổ phiếu vào cái trend giảm miết đến thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Vậy thì xu hướng cổ phiếu này sẽ tiếp diễn giảm, và giảm khá là sâu đấy anh chị em nhá. Đối với những cái gì Thành đang nhìn thấy ở trên đồ thị là hiện tại là giảm khá là sâu. Bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu sắp bước vào một cái kỳ downtrend. Đây anh chị em nhìn nhá, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điểm tương quan ở trong quá khứ ở thời điểm hiện tại đối với VCI đây. Ví dụ như thời điểm cổ phiếu này cũng rời ra khỏi cái vùng mây màu đỏ, anh chị em chú ý nhé, rời ra khỏi vùng mây màu đỏ thì tương đương như thời điểm này cổ phiếu cũng rời ra khỏi cái vùng mây màu đỏ và có những cú điều chỉnh hồi lên và lại điều chỉnh rất là quyết liệt, đúng không ạ? Và chúng ta không kỳ vọng những cái gì xấu nhất là xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng kỳ vọng là nó không xấu quá thôi, và hy vọng nó hồi lên để cho anh chị em thoát ra mọi người nhé. Hồi lên để cho anh chị em thoát ra. Còn về cơ bản cổ phiếu này là đang chuẩn bị vào một cái cú downtrend. Cú downtrend này đang bắt đầu xuất hiện rồi mọi người ạ. Cú downtrend này bắt đầu xuất hiện rồi. Khi cái đám mây màu xanh nó có cái đường này, đúng không? Nó chạy ngang ra. Cái đông đường trung bình này thì kéo xuống, và chúng ta vào một cái pha breakdown. Giá thì đã rời ra khỏi mây, mây thì có xu hướng chuyển thành màu đỏ, được chưa? Và cái ông nhất là cái ông đường chi câu ở đâu đây, ông đường chi câu đây. Vậy thì chúng ta có đủ yếu tố cho một cái cú điều chỉnh sâu và mạnh đối với VCI mọi người nhé. Xấu, được chưa? VCI anh chị em cố gắng thoát ra. Nếu như anh chị em xem được cái video sớm của Thành cảnh báo ấy, Thành vừa gửi cái đường link lên để cho anh chị em nhìn thấy ấy, thì anh chị em có thể là không bị mắc bởi cái cổ phiếu này đâu, đúng không ạ? Nhưng mà chắc là anh chị em cũng lúc đó thì chúng ta cũng không gặp được nhau nha. Hiện tại thì lời khuyên đối với bạn, với mọi người là ao cổ phiếu này ra nhá. Giá thì lỗ thì cũng có thể là 4-5%, nhưng mà cơ bản là dòng tiền nó đã thoát rồi mọi người ạ. Dòng tiền thì đã thoát với cổ phiếu này rồi, ao ra nhá. Ok chưa? VCI này gửi lên cái zoom này để cho anh chị em thấy. và Thành cũng có những cái về cổ phiếu thì đương nhiên là câu chuyện về cái chuyện phân tích thì nó cũng dễ thôi, đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng nhất là cái thời điểm mà chúng ta quyết định mua cái cổ phiếu nào thì anh chị em phải phải tìm hiểu trước, đúng không? Có nhiều anh em thì mua ở giá 36, có nhiều anh em thì mua ở giá 37, nhưng có nhiều anh em lại mua ở giá 33, 34 và bây giờ thì vẫn lỗ, đúng không? Vậy thì cái xu hướng của VCI chúng ta phải xác nhận được là nó vào ở thế xấu rồi, đúng không? Và trong cái livestream ngày hôm đó, Thành đã gửi cái link của cái ngày hôm đó lên phần bình luận đấy. Anh chị em có thể vào xem lại nhé. Tân Nguyễn, Nguyễn Tân hình như hỏi cổ phiếu bâu này, hỏi nhiều lần rồi nhờ, vẫn chưa xử lý à Tân Nguyễn. Đó. Thành cũng đã vẽ cái cổ phiếu này cũng nhiều lần rồi, đúng không? Đó, đúng kịch bản chưa, đúng không? Đây là lần đầu tiên sau những cái phiên livestream vừa qua Thành bây giờ mới mở lại cái cổ phiếu này, và lần trước cũng vẽ cho anh em cái kịch bản như thế này rồi, đúng không ạ? Đúng không? Kịch bản này là kịch bản đã xảy ra rồi đấy. Vậy thì anh em lần trước hỏi và cũng chưa hành động, và đến bây giờ chúng ta lại hỏi nữa thì cổ phiếu nó lại vào cái thế xấu quá, đúng không? Bây giờ nó lại vào cái thế quá xấu rồi anh chị em nhé, vào cái thế quá xấu rồi. Đối với bâu vào thế quá xấu, đúng không? Hy vọng là về đến đây thì nó có bật hồi lên cho anh chị em thoát hàng, được chưa? Xu hướng điều chỉnh á, điều chỉnh về khu vực dưới tiếp tục, xu hướng điều chỉnh về khu vực dưới, đúng không? Lần trước rất nhiều anh em hình như cũng là Tân Nguyễn hỏi về bâu thì Thành cũng đã vẽ lên cái kiểu của nó, cổ phiếu hoạt động ở trong cái khuôn tích lũy, đúng không? Cái khung tích lũy từ khu vực 13.x đến khu vực gần 14, đúng không? Thì anh em phải tận dụng cái đó để trading, và khi nó thủng cái vùng ở dưới thì anh em phải out ngay. Và Thành cũng dự báo là cổ phiếu này rơi được về cái khu vực 12.4, thì hôm nay ông ấy về cái giá 12.3 luôn. Vậy thì xử lý như thế nào được nữa, đúng không? Làm sao để xử lý được nữa, bởi vì chúng ta đã bị kẹp rồi, đúng không? 13.5. Và Tân Nguyễn là cái người hỏi cái cổ phiếu này, hình như Thành cũng nhớ là cũng nhiều lần đấy, 2-3 lần này, đúng không? Vậy thì đầu tư là quan trọng nhất là chúng ta phải chọn được cổ phiếu. Có rất nhiều anh chị em cầm cái cổ phiếu này, bởi vì sao? Bởi vì môi giới họ khuyến nghị mua, nhưng mà chúng ta mua thì chúng ta lại không hiểu, đúng không? Không hiểu về cổ phiếu thì chúng ta lại mua vào và chúng ta lại không xử lý kịp, đúng không? Bởi vì đồng tiền của chúng ta là nó là như vậy mà. Môi giới thì là họ chỉ là khuyến nghị thôi, có thể là người ta khuyến nghị 10 con 20 con, nhưng mà khách mua được mã nào lãi thì chén, còn không thì đỏ thì phải chấp nhận thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không tìm hiểu kỹ vào cổ phiếu. Và cổ phiếu bâu này là Thành cũng vẽ cái đường giá của nó từ lâu rồi đấy, dự báo nó về đến đây mà nó về nhanh quá, đúng không? Xu hướng tiếp theo là ông ấy còn về tận cái vùng dưới này cơ, đúng không ạ? Bởi vì sau cái cây vôn mà đã trước đó thì nó có lập lờ quanh cái vùng 13, đúng không? 13 cộng trừ, để làm sao để nhà đầu tư khó có thể cắt lỗ được, hoặc nó có thể lại trung bình giá tí rồi làm cho một cây này thì ối rồi ôi là rất dễ bán được cái cây này luôn, hoặc là ngày mai nó đạp thêm tí nữa là phải nhả, phải bán, đúng không? Bởi vì lỗ quá mà. Lỗ trong thời gian ngắn thì nó bình thường, bởi vì có thể là chúng ta cái tâm lý là thôi gì ai cũng lỗ như mình mà, nhưng mà chỉ cần 1 tuần đến 2 tuần thôi là rất dễ chán nản, và có khi bán xong thì nó lại hồi, đúng không ạ? Bâu là một cổ phiếu mà Thành trong thời gian gần đây cũng chưa có khuyến nghị anh chị em, hoặc là nếu như về phía hạ nguồn thì chúng ta cũng có BLX này, đúng không? BLX trong cái là một cái livestream Thành cũng có phân tích về 2 cổ phiếu BLX và OI ấy, đúng không? Tại vì sao Thành không khuyến nghị 2 cổ phiếu này? Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà nó còn nằm xa mây như thời điểm tháng 8 đấy này thì chúng ta vào ngay, nhưng mà cái bố này bố lại đi vào trong gần mây rồi, và cái xu hướng một cổ phiếu mà nó tiến được gần đến vùng mây ấy, thì nó có xu hướng nó xuyên thủng xuống dưới. Trong cái livestream mà Thành có làm những cái video ấy, Thành cũng có tả về cái sự vận động của cổ phiếu này, và Thành cũng không khuyến nghị anh chị em mua cổ phiếu này. Bởi vì sao? Bởi vì ông đã về đến mây rồi, ông thể hiện sự tăng yếu, đúng không? Hoặc là đang tích lũy điều chỉnh, thì cổ phiếu đang có xu hướng tích lũy điều chỉnh thì mua làm gì, ok nhá? Hoặc là cổ phiếu OI này, nó tiện thể là bạn ấy hỏi về bầu thì phân tích thêm về cái phía hạ nguồn. Cổ phiếu OI có rất nhiều người khuyến nghị về đây, khuyến nghị nhưng mà Thành vẫn chưa khuyến nghị cổ phiếu này cũng vì lý do như vậy, được chưa? Cũng ở cái nền 14 này ông ấy cũng đứng lại, nhiều người cũng mua đây, đúng không? Bởi vì nó giảm từ khu vực 16.000 mà 15.x16 mà nó giảm về đến đây thì mua ok, nhưng mà ông lại giảm về khu vực 13.000, đúng không? Từ 14 giảm về 13.000 nó lừa. Và cái xu hướng của nó có thể giảm về khu vực 12.x. Nếu mà thị trường bình thường nó cũng có xu hướng giảm về đến đó, đúng không? Và về đến đây thì anh chị em có thể tham gia vui tí nhá, 12.5 12.6 bắn lên cho anh chị em biết nhá, bắn lên zoom để cho anh chị em biết nhá. Ok chưa? Đó. Ok, về đây thì xét đó, ok chưa? OI thì về đến đây, còn ở trên này kệ nó, bởi vì sao? Nó vẫn ở trong mây thì cho nó chán chê đi rồi tính tiếp, đúng không ạ? Cứ treo đây, anh chị em về treo đây nhá. Bầu thì đã nói rồi nhá, bầu thì nói xong rồi. Ok, chúng ta lướt vài một cổ phiếu. Bạn Tân Nguyễn đây là rất nhiều lần hỏi cổ phiếu này, chắc là cũng có cầm đúng không? Có thể là đang lỗ rồi, đang lỗ 8-9% rồi, đúng không? Mệt mỏi. Lỗ ít thì không sao, lỗ nhiều là bắt đầu cảm thấy là buồn, đúng không? Chúng ta sẽ lướt qua vài một cổ phiếu nha anh chị em nhá. BBT này, BBT cũng phình phường nha. BBT thì trong quý 1 thì đầu tư nhiều tàu lắm, mấy nghìn tỷ cơ mà. Chở dầu ấy anh chị, ông này ông chở dầu bằng tàu, còn ông BVD, ông BBB thì chở dầu bằng đường ống, dầu khí bằng đường ống. BBT củ chuối rồi, cổ phiếu này bỏ qua. Úi rồi, BVD này cắm đầu. Yêu BVD, BBS xem nào, có rất nhiều nhà đầu tư bị kẹp hai cổ phiếu này. Wow, kinh quá. Sàn Hà Nội nó có cái cây này thì là ảo thôi anh chị em. Anh chị em đang theo dõi livestream, live video, thả tim nào, thả tim cho Thành nào, thả tim này mọi người, thả yên con vào phần bình luận này để chúng ta chia sẻ cho nó máu lửa chứ, đúng không? Tối nào cũng bỏ 1-2 tiếng đồng hồ để chém gió cùng anh chị em. Thế giới di động thì xong rồi nhá, đất xanh thì xong rồi nhá, ACB bỏ qua. Tạm thời bỏ qua chứ không phải là bỏ qua hẳn đâu. VGI thì cũng nói nhiều ở trên livestream rồi đúng không? Cổ phiếu rơi từ khu vực giá 110 đúng không? Rơi về khu vực 659 60 và hiện tại vẫn không lấy được xu hướng thì điều chỉnh tiếp, và có khi bục cái vùng này thì cũng là bình thường thôi. Bởi vì sao mà sau cái thời gian mà chính trị bất ổn ấy, thì một vài cổ phiếu nhóm Viettel nói chung ấy, thì cũng có những cái trao đảo mọi người nhé. DGC xem nào, 110 được không? DGC 110 được không anh em? Được đấy, 110 được mà. DGC 110, nếu như mà không mua được 110 thì phải mua tận 105. Được, thôi chờ 105 đi. Ok mọi người, DGC chờ 105 đi. Đằng nào cũng chờ đúng không? Đằng nào cũng chờ 105 đi. DGC chờ 105 nhé. FRT. Ok. Cứ mỗi khi ông cụ này mà mất hỗ trợ là cũng hay đấy. FRT đây rồi, điểm mua xuất hiện rồi. 1, 2 sợ nó không về đến đây. FRT 107, 169. Nhiều mã này sắp tới phải đặt cảnh báo. Đặt cảnh báo là khi nó reng phát nó về đến đấy là nó báo lên tin nhắn thì mới được, chứ không lại không thể quan sát hết được bằng lấy cổ phiếu anh chị em ạ. Không quan sát nó hết được đâu. Cơ hội mua mà. Từ đầu livestream là Thành nói lên cái cơ hội mua khi thị trường nó tiệm cận về đến khu vực 1,235 mà. Nên là chúng ta đang có nhiều cơ hội để mua đấy. Tùy anh chị em, tùy anh chị em mua ở khu vực giá nào ấy, đúng không? SHS, SHN nạt nhỉ, chịu ấy. Techcombank bị đánh cụt đầu. HAG thôi khỏi nói, đúng không? Không cần bình luận với ông này nữa. HVN thì mẫu hình SMC lâu lắm không xem cổ phiếu này, cũng một thời hoành tráng đúng không? Quánh một thời hoành tráng và rũ xuống kinh khủng quá, mệt thế ông này. Mệt. Hà Đô, SCS, FPT thì không cần xem nữa. Đạt Phương thì vẫn ở trong khu vực này nhấp nhỉnh. BLX thì nói rồi. BET bỏ qua. BET hôm nay là xấu đấy. BET sau phiên hôm nay là xấu đấy nhá. Mấy phiên nữa thôi là không ổn. OI thì nói rồi, nói với anh chị em rồi nhá. PSR vẫn ở vùng lưỡng lự trung lập, không có ý kiến. TNG ok rồi. Lại có điểm mua với ông này rồi. Mua ở đâu sau cái vôn này? Trời ơi, đúng mục tiêu nhá. 23-24 anh chị em, 23-24 ục ông này. Ok chưa? TNG sắp ổn rồi. Hai ba hai tư ủng ông này cho Thành. Ok. LB Bank kệ, Vietcombank kệ, Bit kệ, GVR thì có lệnh mua rồi nhé anh chị em nhé. Ai gia tăng thì gia tăng nhé. GVR là có lệnh mua rồi. KBC. Nhựa Tiền Phong quên mất. Nhựa Tiền Phong, chúng ta đến với cổ phiếu Nhựa Tiền Phong tí. Thành vẽ ở bên này. CTD hôm nay làm một cây mất uy tín quá. FTS FTS về đến đâu thì mua. Về được đến 40 441.x không? Chắc là khó nhỉ. 41.x thì hơi khó đấy, nhưng mà hy vọng nó về đến đó. FTS 41.x. Chúng ta đến với cổ phiếu Nhựa Tiền Phong tí nhé. Đây rồi, Nhựa Tiền Phong đây rồi, người đẹp đây rồi. Cổ phiếu hoạt động ở trong một cái trend, xu hướng thì là xu hướng tăng, ok chưa? Xu hướng tăng, cổ phiếu gặp vùng đỉnh ở khu vực 73.x thì lại tạo cái nến rút râu đi xuống áp lực cùng với thị trường, và đây nó là lần thứ ba cổ phiếu tiệm cận cái vùng đỉnh và lại áp lực lại bán xuống rất đen. Cứ khi nào ông ấy nổ vôn lên hàng về thì lại gặp thị trường điều chỉnh mấy lần rồi, đúng không ạ? Tháng 8 cũng thế này, hiện tại tháng 9 cũng vậy này, đen thế. Vậy thì nhà đầu tư cùng cổ phiếu Nhựa Tiền Phong, đang cầm cổ phiếu Nhựa Tiền Phong thì bình tĩnh, đúng không? Bởi vì sau mỗi lần điều chỉnh thì dòng tiền lại tìm đến, đúng không? Dòng tiền lại tìm đến và chúng ta đang thấy điều đó. Ok ạ, Nhựa Tiền Phong ok này. Bình Minh, cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại, Bình Minh là một cổ phiếu đẳng cấp, đúng không? Phải nói là đẳng cấp. Chúng ta đã có một cái khuyến nghị mua cổ phiếu Nhựa Bình Minh ở khu vực giá 108. Đây, Thành cũng đã khuyến nghị anh chị em mua ở giá 108 rồi nhá. Nhựa Bình Minh đâu rồi? Một chi. Đây. Đây rồi. Ngày 12 tháng 9 à? Ngày 12 tháng 9 à? 12 tháng 9 Nhựa Bình Minh mua ở giá 108. Ok chưa? 108 cộng trừ và dự phóng thì ok rồi, đúng không? 108 đấy, cái mẫu hình này thì cũng là cái mẫu hình mà chúng ta Thành cũng khuyến nghị anh chị em thôi.